xem YouTube Music này lúc 20 giờ ngày 30 tháng 6 trên YouTube V Talent và 20 giờ ngày 9 tháng 7 trên HTV2. Tôi giả vờ ốm để mình được nghỉ học, còn giả vờ khỏe để dậy sớm đi làm, chấp nhận sống cúi đầu và khom lưng để thằng con có những ngày thật huy hoàng. Con luôn cố gắng lăn lộn ngoài kia, rất nhiều ngày ăn không đủ bữa, đời không khiến con xấu xa, chưa một lần làm sai lời mẹ nói, không ở vậy đích như con người ta, cho nên con sẽ tự tìm ra đường. Vâng thân và cô đơn thật bất cần và vô ơn, vẽ thật nhiều màu sắc tâm hồn chưa được. Tôi sợ nhiều khi chỉ muốn làm một con sứa không tim và không não. Khi trời khuya đến thì nó lại đi la cà, mong đợi một người cha già sẽ tìm lấy nó khi xong án. Bác sĩ kết luận mẹ mắc căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối rồi, những cơn đau cứ hành hạ mẹ cho đến những ngày cuối đời. Con không tin đây là kết thúc sau năm tháng vất vả ngược xuôi, mẹ vẫn luôn miệng gọi con ơi cứu mẹ với. Ước có người cho biết nói, mặc kệ những điều cho dạy vào, mặc kệ cha giận như thế nào, bạn bè trêu chọc tôi đồ cha cầm dòng lưng dòng chữ như vậy vào. Nhưng đâu ai hiểu tình cảm yêu thương là những điều tôi còn thiếu, tôi muốn hét với cả thế giới. Con đi để tương lai sắp nhỏ, sau này sẽ không chật vật giống mình. Đi để mẹ thay manh chiếu rách và đóng lại một chiếc giường hoa. Và con phải thành người đàn ông bản lĩnh để không ai dám coi thường cha. Hành trình của cha chỉ mới vừa bắt đầu. Ngày mà con được sinh ra, ngày mà mưa rơi lộp đợp trên nóc nhà, cha nhìn con mỉm cười giây phút ấy trong vòng tay mẹ như thể được ấp nôi. Lúc đó cha hiểu ra một điều là trách nhiệm hạnh phúc như thể cực gấp đôi. Cha cũng có nỗi niềm riêng, gặp bạn bè giờ chẳng còn thường xuyên. Sáng đi làm bảo vệ, tối làm sườn in áo để in cho con những bình yên, và in cho con những giấc mơ đầu đời, tô thêm mây và nắng mai. Dù ngày mai có thất bại nhưng mà chẳng bao giờ chắc chắn tay, vì cha đã có một thằng con như con bằng học sinh giỏi tiểu học, chỉ đi khoe cấp sớm năm cấp 2 rồi năm cấp 3 với những chuyện công vụ trong căn nhà cấp 4, lên đại học chạy ngay. Như bao người khác, ông giành lấy tất cả sự chăm chỉ, trả lại tôi sự lười nhác. Tôi giả vờ ốm để mình được nghỉ học, còn ông giả vờ khỏe để dậy sớm đi làm, chấp nhận sống cúi đầu và khom lưng để thằng con có những ngày thật huy hoàng. Và đã bao lâu rồi chưa được ngồi xuống, đã bao lâu rồi chưa về nhà ăn mâm cơm, có một điều hiện tại con không muốn, đó là kim đồng hồ này đang xoay nhanh hơn thời gian, luôn làm bánh xe tàn nhẫn. Cha đang chạy những cái nắng chưa vàng sậm, ký ức ùa về như một bức tranh toàn cảnh, gửi một lời cảm ơn tới phía bên kia màn ảnh. Hơn cả mây ngàn xanh tít đằng núi cao, Sài Gòn quận 8 che đi những cơn bão. Tuy là không sống cùng thời nhưng mà sẽ mãi là ánh sao của riêng một vùng trời, không thể nói dùng lời. Và hôm nay con làm viết thêm bài hát dành cho đứa con của con, sau này ngày mai cuộc sống có làm con hao gầy thì cha vẫn sẽ ở đây như là ông. Dù con có thất bại hay thành công, dù là mưa giông hay là nắng cháy, ngã rẽ hay là những vòng xoay, bão tố hay là những bông ba, thì cha sẽ mãi là. Vì sao xa ơi, chẳng về không nghe điều cha tiếc nuối. Cho mẹ một lời xin lỗi, và hip hop nợ cho mẹ một lời cảm ơn. Peace. Đây là những lời mà con chưa bao giờ nói. Con hy vọng bố ở trên kia sẽ nghe thấy những lời này, và mẹ ở nhà sẽ nhìn thấy khoảnh khắc này của con. Con đang ở Rap Việt mùa 3. Yeah. Bố dặn con kiên cường lên, because I'm a better man. Con phải tự lập lo cho gia đình, bởi vì con không muốn mẹ đau đầu thêm. Không cần phải là ông này bà kia, không nhất thiết phải là người cầm quyền, nhưng mà con bắt buộc phải thành công để mà lo được bốn chữ cơm áo gạo tiền. Vì đó là điều con sẽ không bao giờ quên, vì những lời này không thể được nghe lần nữa. Con luôn cố gắng lăn lộn ngoài kia, rất nhiều ngày ăn không đủ bữa, đời không khiến con xấu xa, chưa một lần làm sai lời mẹ nói, không ở vậy đích như con người ta, cho nên con sẽ tự tìm ra đường. Và con phải kiếm được một đống tiền về xây lại mảnh đất cằn cỗi, đánh đổi nước mắt và mồ hôi để có thắp sáng cả căn nhà tối. Mai miệt qua từng ngày trôi, chưa lúc nào để bản thân nhàn rỗi. Thời đi học bọn nó luôn gọi con là một thằng mồ côi, nhưng mà miệng người đời con không bao giờ mang tới. Con không nhu mì, ý chí không nhún như mì, yêu hết những nỗi đau, gã chai lì đã chai lì. Họ con không có cha, chẳng quan tâm có việc gì phải chăm họ. Con là thân trai tráng cho nên con không cần làm dâu chăm họ. Con chỉ muốn cảm ơn vì tất cả đều đã cho con. Mẹ tần tảo nuôi con khôn lớn, bố đi con lớn nhanh hơn, cũng là vì tốt cho con, để con tự vững bước chân con. Nhà mình nghèo không đóng nổi học phí, con học trường đời cũng tốt cho con, tất cả đều tốt cho con. Yeah.
và con đã gian nan qua rất nhiều ngày. Thì đến ngày hôm nay con được đứng ở đây là một trong 50 người xuất sắc vượt qua gần 6.000 người. Và con sẽ không bỏ cuộc đâu, vì thằng nhóc của mẹ lớn hơn nhiều rồi. Có bác qua những điều chua, cay, trải qua tất cả những điều đắng chát. Ở công ty từ khi nắng lên và rời công ty là khi nắng tắt. Từng ở trong nhà hàng bưng bê, từng ở trong quán làm pha chế. Nghĩ về cha mẹ ở quê hương là mọi khổ đau sẽ bị lấn át. Từ năm 15 ra ngoài lăn lộn, trước lúc đấy đã nhận ra tình hình. Con biết con cần phải có trách nhiệm với gia đình và tham vọng của mình. Cắm đầu cắm cổ lao thẳng phía trước, bởi vì sau lưng không có chỗ dựa nào. Con không muốn làm cho mắt mẹ ướt, con chỉ muốn làm cho mẹ tự hào. Con mang theo hy vọng của cha và con mang theo niềm tin của mẹ. Thắng cuộc chơi này không hề dễ, vì trò đời không có luật lệ. Con không chỉ cố gắng cho con, dẫu thời gian bao nhiêu cực hình, con vẫn bay xa với đôi cánh trên vai, vẫn giữ chắc nhành hoa trên ngực mình. Bởi vì con trai mẹ không như mì, thì chỉ không nhún như mì. Yêu hết những nỗi đau, cả chai lì đã chai lì. Họ con không có cha, chẳng quan tâm có việc gì phải chăm họ. Con là thân trai tráng cho nên con không cần làm dâu chăm họ. Con chỉ muốn cảm ơn vì tất cả đều đã cho con. Mẹ tần tảo nuôi con khôn lớn, bố đi con lớn nhanh hơn. Cũng là vì tốt cho con, để con tự vững bước chân con. Nhà mình nghèo không đóng nổi học phí, con học trường đời cũng tốt cho con. Tất cả đều tốt cho con. Yes sir. Cảm ơn Rap Việt đã cho em nói được những cái lời mà em chưa bao giờ nói. Cảm ơn tất cả mọi người. Cho người thân khi rời xa ngôi nhà, vốn bực từng cao trên là sao, chỉ có mình ta thôi mà. Yêu thương là khi ta dành trao nhưng mà không có phí. Muốn em được no nhưng làm sao khi mà không có phí. Trong khi ta đang đau lên khi nghe tin ở nơi phương xa, cái không bị vui mà đang lo vì cầm mắng cho em trai nên chưa an tâm ra đi. Hôm qua bất kỳ ai đeo khăn tang, hôm nay nhà mình soạn đồ vali. Nếu như biết trước con đã ở lại nên bây giờ đây không thể làm gì. Nước mắt rơi trên môi là vì đường Sài Gòn dây thì căng ở hai đường đi. Lòng cầu cao chẳng biết làm chi, 2 giờ đêm mới còn nghe tâm can thầm thì ta đã mong ước gia đình khỏe mạnh nên xin đổi lại cả mái đầu xanh. Ta quay cầu thời gian xin người mang đến đây thần kỳ, chỉ một lần này thôi trả lời tôi, hãy để tôi được nghe em thấy mẹ tôi còn đang gọi tên. Chỉ một lần này thôi hãy trả lời tôi, nếu một mai này tôi phải đi gia đình tôi còn luôn bị gắn thì lo gì. Mẹ ngoài đã nói với con ngày đẹp mà con thấy trong con mắt con cười. Con trai nhiều điều khó thì cứ giữ trong tim, nhưng đã con yêu mẹ thật nhiều. Bao nhiêu lần cuộc sống sẽ tốt với chúng ta, con mơ về hạnh phúc với những thứ xa hoa. Nhưng mong mà mình ước muốn là biết hóa ra, chính là ta được trở về một nhà. Nó sợ cảm giác một mình, nó sợ cảm giác lặng thinh và nó ước không bao giờ phải lớn. Nó sợ đối diện với bản thân mình, nó sợ cảm giác một mình, nó sợ cảm giác lặng thinh và nó ước không bao giờ phải lớn. Nó sợ không gian lặng ngắt như một tờ giấy, đủ khiến hơi thở sắc như dao cạo. Đèn thì đã tắt hơn 1 giờ mấy, sao mắt vẫn mở với đầu cứ chao đảo. Nhìn vào bên trong và nó thấy đối diện với bản thân thật là khó đấy, vì nó biết chắc ở sâu trong lòng nó là những vết cắt đầy sự ngao ngạo. Bần thần và cô đơn thật bất cân và vô ơn, vẽ thật nhiều màu sắc tâm hồn chưa được tô sơ. Nhiều khi chỉ muốn làm một con sứa không tim và không não, vô hình dưới đấy để dừa mặt cho mặt biển là giông bão. Và nó biết thất bại là những bài học đắng, vạch đầu cất lại cảm xúc đó là cách để ngăn những giọt nước mắt. Nó đã luôn luôn phải tự cố gắng mà lâu, ước gì nó đã có thể chia sẻ cho nỗi buồn lắng thâu sâu. Nhưng tất cả nó có thể làm là chút tâm sự và trang giấy trắng. Và sau đó nó chỉ nhận ra nó đang tự làm đau. Nó còn lập nó với người ta bằng những suy nghĩ câu có, luôn tự hỏi những câu khó. Nó bỏ xó những lời khuyên, nó phát điên vì tâm trí đang bị phí. Những nhầm suy nghĩ nó sẽ chạy chút chực vào ra đường tôi. Nó xóa xả ta nhìn nếu muốn từ bỏ bôi nhìn cả số hối hả. Bây giờ kế với nhau hỏi mẹ chiều mẹ quên anh nói với con, ngày đêm mà con thấy trong con nó không cười. Con trai nhiều điều khó thì cứ giữ trong tim, nhưng để ai có lẽ mẹ thật nhiều. Bao nhiêu lần cuộc sống sẽ tốt với chúng ta, con mơ về hạnh phúc với những thứ xa hoa. Nhưng mong mà mình ước có lẽ biết hóa ra, chính là ta được trở về một nhà. Ai cũng muốn một vài tâm sự, và ai cũng có một câu chuyện riêng. Ai cũng muốn vài lời chia sẻ, và ai cũng muốn một lời động viên. Khi càng lớn thì ta càng sợ đối diện với bản thân mình đầu tiên. Nhưng cuộc đời là chuỗi bi kịch vì nó là một quy luật tự nhiên. Còn những thứ chẳng thể nhìn thấy, cũng chẳng thể nghe, nhưng hạnh phúc phải tự giành lấy. Chẳng phải để quen khi càng
càng lớn thì ta càng sợ đối diện với bản thân mình đầu tiên. Nhưng cuộc đời là chuỗi bi kịch vì nó là một quy luật tự nhiên. Khoảnh khắc mẹ chiều mang qua đến đón với con, ngày buồn mẹ còn thấy chúng con lúc con cười. Con trai nhiều điều xa tích cứ giữ trong tim, nhưng mẹ hai bao nhiêu mẹ thật nhiều. Bao nhiêu lần cuộc sống sẽ tốt với chúng ta, con mơ về hạnh phúc với những thứ xa hoa. Những món quà mình cho ngày mai cả. Vì nó biết đời của nó thì không đáng, thì nó viết ở một góc sổ phía trong quán. Khi trời khuya đến thì nó lại đi la cà, mong đợi một người cha già sẽ tìm lấy nó khi xong án. Từ bé vốn dĩ đã biết được đời mà, nó muốn hét lên thật to là ông trời à. Ai cũng có gia đình của nó như một đứa ngoại lai. Cuộc đời này khó quá, hỏi ông trời đang là tại ai. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Mồ côi hay nghèo đói thì cũng không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Chỉ đôi nhìn tay mày trong giấc mơ thì cũng không phải tại nó. Và rồi cuộc đời cho nó được gì ngoài những ánh nhìn nó lo toan và sợ hãi ngày mai có kẻ đánh mình. Những lời nói trong trời tối khiến nó thay lạnh quá. Phải gì bây giờ nó vì mày mờ để được đến cạnh má. Nó mơ được trở về với những ngày xưa cũ, ngày mà mẹ nó còn ôm lấy nó khi trời mưa phủ. Thứ nó kể mọi người cứ nghĩ nó phóng đại. Nó muốn mẹ nó sống lại nhưng chỉ muốn thì vẫn chưa đủ. Nó muốn có gia đình, nó muốn có mái ấm. Nó chạy biết bao nhiêu trái cắm nhưng lại không biết về cha mình. Nó muốn được ôm trọn bụng bề, được gom gọn. Nó muốn khi nó làm sai thì sẽ có người la mình. Nó muốn gặp mẹ nơi phương xa đó. Nó muốn được nói câu thương ba nó. Nó cảm thấy lạnh chút, sao ai cũng hạnh phúc nhưng nó lại không có những cái thứ đơn giản mà người ta có. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Mồ côi hay nghèo đói thì cũng không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Chỉ đâu nhìn thấy mày trong giấc mơ thì cũng không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Dù mồ côi hay nghèo đói thì cũng không phải tại nó. Chỉ có mảnh bạt để che cho hai mẹ con đi làm qua ngày mưa. Con nhớ từng ngày ngồi sau lưng cùng mẹ đi bán đồ hàng rong. Mẹ chẳng dám ăn để có từng đồng trang trải cho cuộc sống. Và có những ngày mẹ ốm mẹ đau, con chỉ biết ôm mẹ và khóc. Thời gian chẳng chờ đợi ai, nhìn trên đầu mẹ đã trắng bạc cả tóc. Tuy chẳng giàu có nhưng mẹ vẫn lo cho con được bằng bạn bằng bé. Làm đến tối mò nhưng vẫn ở ngoài đồng, nhưng nói dối là mẹ đang về. Gặp ngày định mệnh mà út ra đời, những chuyện không may lại cứ ập tới. Bác sĩ kết luận mẹ mắc căn bệnh ung thư.
thư ở giai đoạn cuối rồi. Những cơn đau cứ hành hạ mẹ cho đến những ngày cuối đời. Con không tin đây là kết thúc sau năm tháng vất vả ngược xuôi. Mẹ vẫn luôn miệng gọi con ơi cứu mẹ với. Ngày hôm đó mẹ ra đi không lấy một lời chăn trối. Con nhớ vẫn nhớ những giọt nước mắt như cứa vào tim. Con không thể nhìn, con không thể nhìn mẹ đi về nơi để từng ngày mặc con gọi hai tiếng mẹ ơi. Có ai xoa bóp cho mẹ mỗi khi mẹ đau và mẹ mỏi. Không biết có ai đưa mẹ đi chợ hay là một mình mẹ lẻ loi. Các em cứ nhắc bao giờ mẹ về để cả nhà đợi cùng ăn cơm. Và đứa con gái không biết nấu nướng bây giờ cũng đã dần chăm hơn. Con đã thấy mẹ luôn sống thật tốt lớn lên từng ngày. Không còn ham chơi như khi con bé mà ai cũng đã từng thấy. Con gái của mẹ đã khác xa, bên trong là đá bên ngoài gạch lát hoa. Bài nhạc gửi lên thiên đường con cảm ơn mẹ vì tất cả. Đi qua những nơi chỉ còn là hồi ức, mắt lại rưng rưng cô nén đi tổn thức. Cảm giác vẫn còn nguyên như ngày hôm qua. Mẹ yêu của con giờ ở nơi phương xa, mẹ yên tâm nhé. Và đừng vương vấn đến chốn nông trần, con vẫn sẽ là con gái của mẹ dù có hóa kiếp đến cả vạn lần. Đi qua những nơi chỉ còn là hồi ức, mắt lại rưng rưng cô nén đi tổn thức. Cảm giác vẫn còn nguyên như ngày hôm qua. Mẹ yêu của con giờ ở nơi phương xa, mẹ yên tâm nhé. Và đừng vương vấn đến chốn nông trần, con vẫn sẽ là con gái của mẹ dù có hóa kiếp đến cả vạn lần. Làn da cháy nắng, vai cùng nhấp nhô cuống đôi chân. Ông đập qua mắt phố phường, giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn. Bữa cơm no, chiếc áo mới đến trường. Đứa con nào đâu thèm nghĩ suy, ngày qua chỉ tránh cha cờ hàn. Nó luôn mong ước như chúng bạn, và cha của nó không là ông. Sinh ra tôi đã không có mẹ, sống cùng người cha không biết nói. Cha tôi cầm điếc không thể nghe từ cha chưa từng có một tiếng gọi. Và trong suy nghĩ non nớt, tôi luôn nghĩ mình phải chịu thiệt thòi. Là người ủy mị hay dân hờn, ước có người cha biết nói. Mặc kệ những điều cha dạy vào, mặc kệ cha giận như thế nào. Bạn bè trêu chọc tôi đố cha cầm dao lưng dòng chữ như vậy vào. Nhưng đâu ai hiểu, tình cảm yêu thương là những điều tôi còn thiếu, tôi muốn hét với cả thế giới. Người cha cầm rất nhiều, rồi ngày sinh nhật tôi không về. Mặc kệ cha đang chờ với chiếc bánh gato còn trên bàn, cùng tấm thiệp giang dở vì nghĩ chẳng có gì đáng nhớ. Tôi khóc rồi mắt lại càng mờ, hạnh phúc là điều tôi hằng mơ, nhưng thực tế chỉ làm tôi hoảng sợ đôi khi im lặng. Nhưng muốn gửi đến bao điều, tình yêu thể hiện bằng hành động. Nhưng con non nó hiểu được bao nhiêu, làm điều ngu ngốc để rồi ân hận, nhưng có lẽ cũng đã muộn. Một lần được nói lời yêu với con là cả những gì mà cha muốn. Mãi mê học đòi cùng cháu người, mà con nào biết cha hào gầy. Lánh xa người cha già cơ hàng, vì lo sợ chúng bạn cười chê. Quang lúc mơ hết lý trí, quên đi những điều ấy từng mong. Tôi để giận dữ lên chỉ vì cắt cổ tay để máu trên từng dòng thời gian đó. Bỗng nhiên anh ngừng đau, trời ban cho sinh mạng và sức sống. Làm tất cả rồi cực nhau, tình cảm của cha là thực lòng. Cha đã lấy máu của mình một dòng máu ấm để cứu sống con. Để đến bây giờ khi con tỉnh dậy thì nay cha đã không còn. Tự trách mình tại sao ngu dốt, tự anh hình là điều dại dột. Cứ giữ cạnh mình ác cảm về cha, nhưng chính là cha giúp con sống sót. Nhìn cha nằm trên giường bất tỉnh, con thấy oán hận bản thân mình. Con ước con không làm cho cha buồn, con ước mặc kệ người đời khinh. Lời nói trêu chọc con sẽ bỏ ngoài tai, mở mắt nhìn con đi mà. Cha ơi con xin cha đầy làm ơn, cha hãy tỉnh lại đi cha. Nhìn cha nằm trên giường bất tỉnh, con thấy oán hận bản thân mình. Con ước con không làm cho cha buồn, con ước mặc kệ người đời khinh. Lời nói trêu chọc con sẽ bỏ ngoài tai, mở mắt nhìn con đi mà. Cha ơi con xin cha đầy làm ơn, cha hãy tỉnh lại đi cha. Giáng cha giờ đây đã quá xa, còn cha là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau nằm đây mới xéo con, chỉ mong được thứ thứ một lần. Giáng cha giờ đây đã quá xa, trên là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau hoàng đêm rồi xéo con, chỉ mong được thứ tha một lần. Cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi, khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học con đi trường học mẹ đi trường đời. Thank you.
điều mà đáng tiếc nhất đối với con á, đó là cái thời gian mà con được ở bên cạnh mẹ và ăn những cái món mà mẹ nấu, thay vì là mì gói với hột gà, cơm trắng với cá mồi. Để đổi lại con được thấy trần đời, xin lỗi mẹ con hứa tới 7 này về nhà. Cũng mấy lần rồi, năm mười mấy đã lấy hành lý vì đam mê bùng cháy thành ý. Vì chừng ấy con thấy đường đấy đừng nhét cánh, đứng dậy thằng tồi. Bên xe này lăn con nhiều nơi về là phần phước, trên chiếc cấp tàn một chuyến. Tiền Giang mày thô cần đứa thiếu niên nông thôn không khôn, nhưng biết học hỏi nụ cười nở trên mặt đất khô khan. Lọc mũi vào phổi và đổi bọc vàng bằng một bông sỏi, văng cái ôm vào lòng mẹ. Chỉ gặp ai phải cay đắp tay, con bước đi bằng chân thành. Họ lại đó chơi game nhập vai, con đắm đầu vào cái sai để một mai không mong lặp lại. Và cũng có khi con chưa chắc đi, nhưng qua quý đã dạy con tập dài. Rời xa ánh mặt trời đang gọi lên bóng hình, con đi để tương lai sắp nhỏ sau này sẽ không chật vật giống mình. Đi để mẹ thay manh chiêu rách và đóng lại một chiếc giường hoa. Và con phải thành người đàn ông bản lĩnh để không ai dám coi thường cha. Ở nhà quê mới lên, lúc từng ở nhà quê mới lên, chưa tìm được mái che nằm tạm băng ghế bên xe. Đêm nằm tay nghe tiếng gió ru, tâm có tình khi tin có tu. Thứ nó lắm không tự dành cho mình là do nó tốt hay do nó ngu. Ở nhà quê mới lên, lúc từng ở nhà quê mới lên, chưa tìm được mái che nằm tạm băng ghế bên xe. Đêm nằm tay nghe tiếng gió ru, tâm có tình khi tin có tu. Thứ nó lắm không tự dành cho mình là do nó tốt hay do nó. Cứ tự bản năng theo luật đường phố để chỉ rõ đường mà chẳng tỏ tương. Nhưng cần rồi vẫn xin kệ ngoài mẹ luôn. Mong con bình an yên vui thì họ chỉ muốn con lộc xác thành chiến binh tinh nhuệ. Và sự kiêu hãnh đó mang lại hư danh như là cướp đi huynh đệ. Tay nghe là khinh tệ, để bọn họ chạy con tinh tế. Biết cách chơi, biết sinh kế, ta chỉ nghèo khi thiếu kiến thức chứ không biết chất khi thiếu kinh tế. Ta tồn tại bao nhiêu vai trò, ta đâu ngại lội ngược dòng sông. Khi bậc thiên đi đi xa đò, lòng này mà chờ ai đo. Mẹ ban cho con linh hồn hình hài, tay chân lành lặn và tấm lòng hướng về Westside. Nên quyết phải sống cho đáng kiếp này trước khi tự thấy mình thành cặn. Mẹ muốn con vui thì con chơi tới mặc kệ vì nay đâu mai no. Con chia anh em ít khói soi, anh em cho con quần áo mặc, lặng lẽ vẽ ước mơ thành hình và nhắc mình ít nói ít nôi. Hành trang mang theo hành trình được quy đổi thành tình. Mẹ ơi chiếm lấy lòng người là một tội ác sớm muộn con cũng bị chúng lôi khác đem ra hành hình. Âu ơ gì dầu cho con nhớ về những ngày mà con còn nằm nôi. Con trai mẹ không quỳ giữa thiên hạ, con chỉ quỳ khi mẹ cầm rồi. Dù tương lai nở hoa hay bế tắc, được thấy mẹ trước mắt hoặc là khán giả sau màn ảnh để bắt ghế và ngồi coi. Rục rục gần hết tuổi trẻ nên mong cánh cửa con sẽ mở ra và nghe chàng ơi. Con trai của mẹ về tới đây rồi. Ở nhà quê mới lên, lúc từng ở nhà quê mới lên, chưa tìm được mấy che nằm tạm băng ghế bên xe. Đêm nằm tay nghe tiếng gió ru, tâm con tình khi tim con tu. Thương nó là không tự dành cho mình là do nó tốt hay do nó ngu. Ở nhà quê mới lên, lúc từng ở nhà quê mới lên, chưa tìm được mấy che nằm tạm băng ghế bên xe. Đêm nằm tay nghe tiếng gió ru, tâm con tình khi tim con tu. Thương nó là không tự dành cho mình là do nó tốt hay do nó ngu.